បែបវិស្លាមពីបែបណាសិទ្ធិរវាងប្តីរបស់ប្រពន្ធរវាងប្រុសស្រីសុខរបៀបណាអញ្ចឹងមកយើងឃើញថាសហបត្តិពីជំនាន់មុនអាចបង្កើតបានគ្រួសារបង្កើតបានកូនតចំនួនខ្លះជាអ្នកដឹកនាំដោយសារអ្វីដោយសារការរើសគូសកលដែរអញ្ចឹងតែគាត់យល់ច្បាស់អំពីការបង្កើតគ្រួសារនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងហើយបើបង្កើតជាជំនាន់ចំនួនបន្តទៅកាន់តែល្អទៅល្អទៅនេះហើយជាគោលបំណងសំខាន់របស់ កម្មវិធីយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះរបស់សហអង្គភាពសហព័ត៌មាន IC នេះសិក្ខាកម្មដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមលើកទី2រៀបចំឡើងដោយអង្គភាពសារព័ត៌មានអ៊ីស្លាមកម្ពុជាហៅកាត់ថា IIC នៅស្នាក់ការកណ្ដាលក្រុមហ៊ុនម៉ាកាឡែនស្ថិតនៅផ្លូវលេខ86ផ្ទះលេខ6សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញពលគឺផ្លូវចូលវិហារអ៊ីស្លាមអាល់សារកាល់បង្កក់ក្រោមការអញ
chia nâng chia a kẹ ni dụ krom hôn ma ká lên kál pi prực thang ngay tì pram pi khai u sơ phía chân nằm pi po mập phai bầy đòi miên nẹ chô ruom chùm nuôn ha sơ pram nẹ khả nạ sơ pa đa ni đai nâng miên bọt bông hai mô sơ đầy ổng pi ni tế vi thi nây ká lên lẹ nơi khăn ông sá sá islam nơi thang ngay a tất tì đọc bốn khai u sơ phía chân nằm pi po mập phai bầy khả mộng ni thalai nơi khăn ông pi thi bạc sê khá sá lát sơ đầy ổng pi a pi 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 nơi khăn ông sá sá islam lúc sá ri ê sa chàng vang ông có phiếp sá rập bọt mình islam Kampuchea bàn lực lang thà sá sá islam bàn dốc chất tục đạc phu chùm phu ca chứa rước cú sá rô cò thơ giang na bông cao cú sá môi đồ lô prap bay miễn sốp hẹp mạng côl đại ní có chia bông nông môi ní ca riêp trong căm vị thi sê khá sá lá ní lang đảm bây ai dư vệ chôn sáng dốt bình thêm ông pi ca chứa rước cú sá rô cò ta bèm islam bị bếp nà sất rà viêm phát đầy rà phôn rà viêm rà sá rô cò bếp nà chắc mà những khinh tha sá hợp bắt vì chủ nôn môn ai bằng ca ban cú sá bằng ca ban côn to chủng nôn khai chi nhạc đất ngôn đã xa với đã xa ca rước cú sá rô cò này chắc là quan dốt cho ba hầm pi ca bằng ca cú sá nó không sá sá islam nữa hết ban bằng ca chi chủng nôn bằng to thì căn đã lọ tới lọ tới nếu hai chị cô ông nong phần khăn rồi bao cam thì giờ nong ngày nít rồi bao sao ông kiểm tra bò miền Sekha Salani Padaut Somkhan Tele Ka Triem Riep A Pipipi Roboh Yuvae Chon Muslim Piseh Nea Da Ban Riep Ka Ruj Thve Yang Na Aoy Krusa Mien Sophia Mengkul Da Mien Ka An Chuen Cho Ruom Pi Vikman Ketiyu Ustaz Sauti Sulaiman Nea Chum Nien Chubab Islam Nung Ustaz Sulaiman Ahmad Nea Chum Nien Chubab Islam Ka Riep A Pipipi Trabam Shia Kari Muhammad Da Chin Nea Noam Richisa Allah Chum Ruin Da Pro Chichir Walo Khnong Ka Riep Ka Chum Pu Bukul Na Ha đại miên lật tập hiệp nâng sự mật tập hiệp đại lục miên prosatha ao môn đa du vệ chôn tàng lại bục cô na mà nẹt khnông chấm nón phụ nẹt miên lật tập hiệp riệp à pì 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 cho ao phụ nẹt riệp à pì 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 cho pru ca riệp ca chui thay rẽ sa phne nâng chui rẽ sa pro đập hết hơi bục cô na mà nẹt khnông chấm nón phụ nẹt mình miên lật tập hiệp khnông ca riệp à pì 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 cho ao phụ kê bù cho pru ca bù thưa ao chấm nón chọc sỏi đại lai chấm pù se ca sa la ni nâng lực yộc nơi cô ca sầm khăn សំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការជ្រើសរើសគូស្រករការកសាងសុភមង្គលគ្រួសារក្នុងន័យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលស្របតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមដល់អ្នកត្រៀមរៀបការពិសេសអ្នកដែលរៀបការរួចតែម្ដងសូមជម្រាបជូនផងដែលថាសិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងសម្រាប់សិក្ខាកាមដែលចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃហើយក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាសិក្ខាកាមទាំងអស់នឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាផងដែរម៉ាកាឡែនផ្ដល់ជូននៅទីតាំងដីឡូនិងលំនៅឋានដែលនៅជាប់ផ្លូវធំទល់មុខសួនច្បារមាត់ទន្លេពិសេសនៅក្បែរទីតាំងគោលអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបង់រំលោះ 0% ទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលសាលារៀនដារុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ